Cái gì? Đòi ẩm hả? Bất hợp á, đi đâu cũng có mình á. À, hôm nay là sáng mùng 4 các bạn, mà đằng cuốn được mình thả ra cho nuôi nô đùa đó. Thì sau khi mình tết xong, kiến ông bà xong rồi các bạn đó, thì bây giờ mình thả đàn chó ra, thì nói chung giờ cũng hết tết rồi, ai cũng đi làm hết rồi. Mùng 4 mà có thể là có một số công nhân doanh nghiệp, một số đơn vị đã đi làm, còn mình thì vẫn tết qua năm. Tại vì bây giờ hiện tại bây giờ là mình nghỉ công việc ở công ty luôn rồi, không còn làm bảo vệ nữa, thì để chăm sóc gia đình, con cái, đưa con đi học. Thôi xin chào, thì hôm nay mình quay ghi hình là cho bạn xem cảnh đàn cuốn dễ thương như mức độ nào. Thì có hai đứa ngồi ở trên cái mâm, trên cái bàn, không biết làm cái gì kìa. Còn Bách Hợp thì cứ leo trèo cái đó. Chân thì khỏe phắn rồi nên leo trèo nó. Bây giờ mình sẽ đặt lên cái cục bê tông này. Thường thường là mình để cái kiển đó các bạn đó. Bây giờ mình đặt lên cục bê tông này rồi mình đi thay nước cho đàn cuốn. Giờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi. Xin lỗi các bạn, nãy giờ mình đi lấy nước cho đàn cún uống các bạn, nên không có thuyết minh dẫn chương trình để cho các bạn lạc lối đi vào một cái thế giới mê cung ký sự ở khu vực nào mà. Thì bây giờ mình sẽ quay lại chủ đề hôm nay là cần sưng, nên mình sẽ quay chủ đề sưng là đàn chó đang rất là vui mừng và cực kỳ đùa giỡn vui nhộn. Thì hôm nay mỗi đứa sau khi ra nhận được một bao lì xì thì tụi nó một số thì sắm đồ, mua đồ trang điểm này kia nọ, còn một số thì nói tụm năm tụm bảy vô nó cá với nhau này nọ đồ đủ thứ. Còn một số thì đam mê cây kiểng giống mình thì đi ngắm cây cảnh, cây kiểng. Đó. Còn mẹ mặt, mẹ vàng thì có ngày đi đu đu theo theo mình. Còn anh Lưu thì lúc nào cũng có Johnny Tèo, một nhân vật chính trong bộ phim Nhà Tính Mập TV ăn hiếp, đi vòng. Rồi đái nhẹ, không có nước đái. Đó thì anh Michael này tiếu. Đó, Tối Ngày Ăn Hiếp nhỏ nè các bạn. Nãy giờ nói tầm xàm. Đó thì dàn kem Tối Ngày Ăn Hiếp với thằng này. Mà nhốt thì tội nghiệp. Em không? Hiếp không? Em hả? Em hả? Em hả? Rồi. Rồi có một cái nhánh nhận thọ, có thể nào một lát mẹ mình sẽ truy tìm thủ phạm, và những cái lá cực đẹp của mẹ mình đã rơi xuống đất. Đó. Đẹp để chơi nha con, không phải đồ ăn nha con, đồ ăn cha cho ăn rồi, sáng bụng cành cành hết rồi nè. Đừng bao giờ mà dặn như còn khát nước thì cho lấy hai thau nước, là muốn uống nhiều uống. Hai đầu sông làm như chân như hai bình bông vậy đó. Đó. Đó, kế bình bông có hai thùng nước đó, hai bên nguồn lạnh, muốn uống nhiều uống, muốn ăn nhiều ăn, làm thì làm hết Tết là cho phá thoải mái luôn á. Phá là phải dọn nha, chứ không phải là phá là cắn xé là dục nha. Mai vàng nhà mình còn đua nở ở đây mà đâu còn hết tốt. Tháng giêng là tháng ăn chơi. Rồi tháng 2 đi đâu rồi đó, tỉa đậu, tháng 3 trồng hành gì đó. Thôi xin dừng video tôi đây các bạn. Thì có một số đi theo mình trồng kiểng nè các bạn. Thấy cái kia không? Cưng không? Thôi xin chào. Hẹn lại các bạn vào những video kế tiếp. Chúc các bạn có một mùa xuân vui vẻ. Thì hôm nay mùng 4 Tết, trăm hoa cũng vẫn còn đủ nở, nhà mình vẫn còn xinh các bạn. Thì đàn cuốn được mua đùa. Thì đàn cuốn thì chính thức được hôm nay đã được thoải mái tự do, trả lại những cái ngày mà bị hai ngày bị buồn
đó thì bây giờ các đàn cuốn đã ngon lành, chào mọi người. Rồi thôi, xin chào.